Cùng với hoa đào bánh chưng, mứt là thức quà không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của mỗi gia đình Việt. Tại huyện Bảo Thắng, phương pháp làm mứt thủ công đang góp phần làm nên cái Tết đậm đà hương vị truyền thống. Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là chị Lương Thị Thu lại bắt tay vào làm các loại mứt. Theo chị Thu, mặc dù đa dạng về chủng loại, nhưng mứt gừng vẫn được nhiều người lựa chọn bởi hương vị truyền thống. Gừng được chị sử dụng là gừng xẻ, hơi sẫm màu, có vị cay và thơm đậm đà. Gừng được diêm kỹ bằng đường phèn nên mứt có vị ngọt thanh chứ không gắt. Ngoài mứt gừng, chị Thu còn làm mứt bí và nhiều loại khác phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ngày thì càng có nhiều người rất là thích hương vị truyền thống dịp Tết và các món mứt. Và các món mứt tôi làm đều từ tất cả các hương vị tự nhiên. Mỗi năm tôi sẽ dành một ít thời gian để làm các món mứt để ngày xuân thì mọi người ở trong gia đình sum họp với nhau. Ban đầu chị làm mứt dừa cho gia đình thưởng thức. Khi giới thiệu lên Facebook, nhiều người biết và đặt hàng nên gia đình chị Lý mở rộng quy mô làm và bán hàng trực tuyến. Hơn một tháng qua, gia đình chị đã sử dụng tới 3 tạ dừa để làm món mứt dừa truyền thống, ngọt thơm và luôn hút khách. Đầu tiên thì là tôi cũng chỉ làm cho gia đình sử dụng và sau khi tôi có chụp lại những cái hình ảnh đẹp, những cái video và những hình ảnh đẹp đăng tải lên Facebook thì đầu tiên là cũng có những người thân trong gia đình sử dụng thấy nó chất lượng nên là cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay trong cuộc sống hiện đại thì có muôn vàn thức ngon mới lạ. Tuy nhiên thì những món mứt Tết truyền thống như thế này thì luôn gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam. Vị ngọt ngào của đường xen cùng các nguyên liệu tự nhiên tạo nên những hương vị rất đặc trưng riêng có của từng loại mứt. Và khi nghe những hương vị ấy thì thấy Tết cổ truyền đang đến thật gần.